Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, bây giờ là 8 giờ tối ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang quay video trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Trong video clip này, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ được sơn son thép vàng Đài Loan. Trong video trước, chúng tôi đã giới thiệu và bàn giao rất nhiều các cái bộ hoành phi gồm có 3 chữ, 4 chữ. Trong video này, chúng tôi giới thiệu chi tiết bộ hoành phi gồm có 5 chữ. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào các cái đường nét chi tiết của bộ hoành phi. Bộ hoành phi này chúng tôi làm với kích thước là dài 2m37, rộng 67 và được chạm 5 chữ là từ đường Hoàng Sĩ Tộc, đọc từ bên phải sang vì là chữ Hán Nôm. Nếu như là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Toàn bộ ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân, được chạm chữ công xung quanh. Và bên trong phần ván chúng tôi chạm 5 chữ như các bạn đang xem, từ đường Hoàng Sĩ Tộc. Được dịch ra nôm na hiểu là từ đường của họ Hoàng Sĩ. Trong các video trước chúng tôi cũng đã bàn giao cho rất nhiều những người họ Hoàng, có những người họ Hoàng Ngọc tại Thanh Hóa. Thì đây chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng, từ đường Hoàng Sĩ Tộc. Và tí nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu đôi cầu đối sau. Toàn bộ là chất liệu gỗ gụ và khung tranh chúng tôi làm dày 7 phân, được sơn son thép vàng Đài Loan phủ hoàng kim. Có rất nhiều các cái mẫu chữ cho quý khách tham khảo, đó là vạn cổ Trường Xuân, vạn cổ Anh Linh, ẩm hà Tư Nguyên, ẩm thủy Tư Nguyên, rất nhiều. Ba chữ thì có các cái chữ Phụng Tổ Đường, Phụng Gia Tiên và Đức Lưu Quang. Bây giờ chúng ta cùng đi đến chi tiết của đôi câu đối. Một bên chúng tôi chạm là Tổ Tiên Hoàng Sĩ ở nơi này, một bên chúng tôi chạm là Gần Xa Con Cháu Hướng Về Đây, đối với nhau. Câu đối này là câu đối lòng mo, hàng liền khối, hàng không ghép. Hàng này thì giá thành nó sẽ cao hơn các cái hàng chúng tôi làm ghép 3 tấm, cũng được sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Chúng tôi cũng hướng dẫn luôn cho quý vị xem cái tên gọi phủ hoàng kim. Đó là chúng tôi phủ một nước sơn nhật, tức là loại sơn này trên thị trường bán với giá rất là cao để giữ bóng các cái bề mặt khi chúng tôi thép vàng, nó sẽ được bền hơn, lâu hơn. Quý khách lưu ý khi xem hàng, quý khách có thể xem phần mộc rồi sau đó chúng tôi mới lên mộc. Cầu đối cũng có kích thước dài 2m37, rộng 28 và dày 4 phân. Hàng này là hàng cầu đối lòng mo liền khối và hoành phi, chúng tôi chạm 5 chữ để cho quý khách tham khảo. Đây là toàn cảnh cái bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi sắp bàn giao. Thì quý khách có nhu cầu về làm hoành phi câu đối thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tư vấn báo giá cụ thể và chi tiết nhất cho quý khách hàng trên toàn quốc. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp. Và trên hình các bạn đang xem đây là một bức cuốn thư Phượng Hoàng, cũng chạm ba chữ Đức Lưu Quang như các bạn vừa xem, cũng được chúng tôi thiếp vàng Đài Loan. Và bộ hoành phi câu đối này là toàn bộ chữ là chúng tôi làm theo lối cổ sơn then. Sơn then tức là sơn màu đen lên chữ, còn nền là chúng tôi thiếp vàng. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách đang xem video clip của chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.